Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay 29 tháng 7, thời tiết Bắc Bộ nắng nóng vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C. Từ chiều tối, khu vực này có mưa vừa mưa to đến rất to. Lượng mưa ở vùng núi và trung du từ 40 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Vùng đồng bằng từ 30 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Đợt mưa to ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến ngày 31 tháng 7 mới giảm dần. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng dịu dần, nhiệt độ cao nhất từ 35 độ C. Nam Bộ và Tây Nguyên trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa rào đến mưa to. Do nhiễu động gió và gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh, nên cần đề phòng dông lốc bất ngờ. Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào đến mưa to, riêng khu vực trung du và vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối phía Bắc mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ C, cao nhất 35 đến 37 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Tại Nam Bộ, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh từ sáng đến trưa trời nắng nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn mưa cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.